Để mấy miếng ớt vô nữa. Xong, thông lên. Cho nó cay cay. Gam sợ ớt là phải cay cay. Rồi xong. Đây này, coi cả nhà. Đây, thịt thăng nha, im rưỡi. Giờ lấy thịt thăng này đem mình kho sả ớt nha. Chỉ xào. Xào thịt thăng nè, mua nè. Ngon lắm nha. Thì thịt heo xào với dưa chua. Đây giờ với thịt thăng mình đem đi găm sả ớt nha. Xin chào cả nhà. Thì hôm nay mình ăn hai món đơn giản thôi. Để bắt dầu lên, thịt ổi vô, cho thơm lên. Để thịt vô hàng xào nha. Xào xào dưa chua. Dưa chua này là dưa chua giống của dưới quê làm á cả nhà ơi. Thì để thịt vô. Dưa chua mà cái cải người ta làm của cải đỏ á, rồi cái cái gì ta bắp cải, rồi củ cải người ta đem làm chua. Mình xào thịt này cũng ngon lắm nha. Thịt này là thịt thăng thì mềm lắm, xào ngon. Cho ít đường, ít bột ngọt, không có cho muối, một xíu nữa thì Hằng cho thử á, nếu mà cái dưa chua này người ta làm chua không có mặn thì Hằng cho thêm miếng nước mắm nha. Hồi mình lên mình chấm nước tương. Hằng mua được hai cục thịt thăng này ký mấy á, ngon ghê luôn á. Hằng cho miếng đường, ớt với tỏi nha. Thì Hằng cho thêm ít nước màu nữa thôi. Rồi mình cho thêm xíu nước mắm nữa mình trộn lên. Rồi Hằng trộn lên để xíu nữa Hằng sắp xả, gam xả nha. Đó. Giờ mình đổ nước mắm vô trộn lên cả nhà. Hằng về hay cái làm dưa chua này nè thì cũng ngon lắm. Mình xào thì nó thấm vô rồi mình chấm nước tương chỉnh lên nè, Hằng nhấc xuống rồi đi ăn thịt. Bật lửa lên mấy cái đó lên đi mực hầm cái đó lên lên thấy không cắt đã á mồi yếu lửa mồi không cháy là do nó yếu lửa. Đẩy đi hồi nó dở. Thì nó hầm. Cho nó mau.
sôi. Nhà hàng đi sắc xả bỏ vô. Nè mình gam. Xả thì hàng sắc khoanh khoanh như này cả nhà, hay gam sớt là sắc khoanh khoanh như này. Ăn miếng xả, chúng miếng xả nó ngon. Nó thơm. Còn mình sắc nhuyễn nhuyễn ăn nóng thơm. Đó, hay gam xả. Ớt hàng phải gam miếng vậy đó. Chút nàng sắc sắc ớt khoanh khoanh để lên. Ủa ai nấu gì nồi trên này vậy? Để mấy miếng ớt vô nữa. Xong, thùng lên. Cho nó cay cay. Làm sợ ớt là phải cay cay. Rồi xong. Để nàng coi cả nhà ơi. Rồi, ăn đấy không? Ăn cơm. Rồi, cái nhà ăn cơm. Này thịt thăng xào với gam sả ớt. Rồi mời cả nhà ăn cơm. Thăng mềm. Em đi chợ em thấy thịt thăng lại mua. Hôm qua mua 2 ký mấy bỏ trong nhà ăn nữa, xách ra đây nữa. Làm gì đánh rồi? Đúng. Em gam sả ớt em thích sắc đồ bự vậy đó anh chưa? Sả. Em thích bằm. Mời cả nhà dùng cơm. Ăn đại thịt đi. Giờ ăn món này thôi, chiều lăn bò kho nè. Vậy là bản hả? Ủa không đặt rồi hả? Được cà đái không? Mới về ăn cơm xong mới ra chòi. Chiều á, chiều mới ăn bò kho. Chiều ở nấy rồi. Chứ giờ này anh ta anh Chương chưa nấu. Tại nấu lâu. Chiều tháo hả? Dạ. Mấy giờ? Nước lòng á? Tôi 4 giờ. Nước lòng sáng. Ăn thịt cơm mực ăn đại đi em. Quấy quạt phải cho mát. Cà đái ban ngày về không đi nữa về. Chẳng. Đứng ghê. Thịt thăng mà mình gam sợ ớt nó cũng giống giống như thịt bò ha. Giống như bò. Dạ. Nó mềm á anh. Mềm giống như thịt bò. Em mua cho con em ăn á. Cứ đi thấy là em mua để nhà cho tụi nhỏ dễ ăn. Mà anh nấu canh cũng ngon. Nó mềm. Thôi mấy giờ hả? Về thả luôn hả? Không về nước lớn chưa? Về nước không lớn á. Mới chuẩn bị.
chưa mà có đi chợ không? Rồi, rồi. Đi rồi, có đi nữa. Chợ mua bò gì có đó. Không mua làm xe đây không qua. Muốn là làm mà mày là mày bởi đây làm tháng dù. Tại vì chị với anh Tâm đi làm từ thiện rồi chị mới nói anh Trương với anh Tùng đi chợ với chị đó, xong rồi anh Trương với anh Tùng về trước, chị với anh Tâm đi làm từ thiện đúng không, chứ để người ta gần mình làm nhà rồi mà mình chưa đi cho tiền thì cũng kỳ quá. Mướn hả? Mướn. Rồi từ rồi có đúng gì? Cái 3.000 vậy đó. Nó phụ của mình. Nó phụ nó mang lên mình thịt. Còn mình làm mình là nhiêu? Làm mình có 4.000. Cũng có giá hết á. Vậy cũng kiếm 150. Khoảng 2 tiếng. Nước gì? Nước xong nè. Để xong mình bơm lên luôn. Ủa tính ra mình xịt nước mặn lại cũng y như cũ à. Ở đây á, coi vậy chứ mình đặt mấy cái này là mấy cái lú đó nó mau gãy. Tại nước mặn á. Sắc, vô sắc, mau mục. Mục mục cũng 2 năm chị. Ừ. Cá cũng. Ừ, dạ. Thế mày có chặt cái bông đó không? Nó có thuốc tẩy ba cái bọn á. Dục nó vô, nó ra, cái bọn mình xịt. Ngâm ra nó gãy trước. Thịt nó ngâm rồi. Không thôi mà ngâm khoảng nửa tiếng rồi mới thịt. Thấm nước bảy rồi. Thì luôn nếu mình ngâm tiếp tục cái đó là để cái nồi có nồi ngâm. Có là lỗ đó. Mình tải miếng bạc xuống. Giữ nước lại. Bơm nước vô đó. Hổm nó có cái chỗ này nè, rồi xe cuốc vô làm hư hả? Ờ, mới đó thôi. Mình ngâm đó một cái tầng đó, nước nó sao vô mấy con vọt mà xong nước là xong ăn hậu hết luôn á. Vô ngoài lấy này ăn hậu hết thì cũng phải là độc lắm á. Điện lên chưa ngồi vọt hả hỏng hết rồi. Nó chứ nó cho ra xong ở chỗ này nè, đâu có cho vô chỗ nào. Chưa chút ăn bò kho à, hai chén à. Hồi nãy nồi cơm ngon rồi, đi kiếm cái gì đồ nhắc nồi, trời ơi cháy luôn, bị khét luôn. Thì nãy ngon lắm luôn, giờ nó bị khét khét. Với chua này xào ăn cũng được anh chưa? Với này anh thấy nó bán vậy đó, em hồi mua về. Còn dưa chua dưa gan chiều trộn nước tương, đâm tỏi ớt trộn, đường một ngọt. Ăn đại thịt đi Hải. Mình xác thịt mà ông cứ ở đứng sát bên. Nhưng được rồi. Nhưng được rồi. Mực. Ăn này mềm. Cái không? Nó lâu lâu làm mấy món này ăn cũng ngon đó chứ. Con cái không có mỡ lắm. Có mỡ nhưng mà thịt thăng nó mềm, cũng dễ ăn. Dạ. Yeah. Gặp nạt không có sẵn xì luôn. Rồi. Bà chứ.